vũ trụ cũng ở trong chúng ta được tạo nên từ những thứ của ngôi sao. Các Sagan đã tuyên bố nổi tiếng trong loạt phim truyền hình Cosmos từng đoạt giải thưởng ban đầu của mình vào năm 1980. Những từ này bao hàm một nghĩa đen và đã gắn bó với chúng ta cho đến tận ngày nay. Hệ mặt trời tuyệt vời của chúng ta được cho là đã hình thành cách đây khoảng 4,6 tỷ năm trong một đám mây khí và bụi được gọi là tinh vân mặt trời. Khi đám mây khổng lồ này bắt đầu co lại, nó bắt đầu định hình và quay, cuối cùng tạo thành một chiếc đĩa hiện có mặt trời của chúng ta ở trung tâm và họ hành tinh và mặt trăng của nó ngoan ngoãn quay quanh nó. Trong khi các cuộc tranh luận xoay quanh số lượng trong số hàng trăm thiên thể hành tinh có thể có sự sống vào một thời điểm nào đó trong lịch sử, chỉ một trong số những thiên thể đó hiện có sự sống và đó là nơi bài báo này đang được viết ngay bây giờ, trái đất. Hành tinh mà chúng ta biết đến với tên gọi trái đất được cho là hình thành một phần từ các thiên thạch carbon, được cho là đến từ các tiểu hành tinh của vành đai tiểu hành tinh bên ngoài. Một nghiên cứu mới trên tạp chí ACU Advances do các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Trái đất Sự Sống ELSI thuộc Viện Công nghệ Tokyo dẫn đầu cho thấy những vật chất tiểu hành tinh này có thể đã hình thành rất xa trong hệ mặt trời sơ khai, sau đó được vận chuyển vào trong hệ mặt trời bằng cách trộn hỗn loạn các quy trình. Điều này dựa trên những phát hiện từ các thiên thạch được thu hồi trên trái đất thiếu các đặc điểm hiện được quan sát thấy trên các tiểu hành tinh ở vành đai ngoài tiểu hành tinh. Đầu tiên, nhóm nghiên cứu sử dụng các mô hình máy tính để tạo ra phổ phản xạ mô phỏng, màu sắc và độ sáng để so sánh với quang phổ thu được từ kính thiên văn của các tiểu hành tinh trong hệ mặt trời bên ngoài. Các mô hình chỉ ra rằng để phù hợp với quang phổ của tiểu hành tinh, vật liệu ban đầu phải chứa một lượng đáng kể nước và amoniac, một lượng CO2 tương đối thấp và phản ứng ở nhiệt độ dưới 70 độ C. Cho thấy các tiểu hành tinh hình thành xa hơn nhiều so với hiện các vị trí trong hệ mặt trời sơ khai. Nếu đúng, nghiên cứu này gợi ý rằng sự hình thành và các đặc tính độc đáo của trái đất là kết quả của các khía cạnh đặc biệt của quá trình hình thành hệ mặt trời. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.